Những điểm số cao cho các môn thi, đặc biệt là đối với các bộ môn khoa học xã hội, là một tin vui và xin được chúc mừng các em. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Như chúng tôi đã đưa tin, lâu nay huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải trong sinh hoạt vì không có nhà máy xử lý rác thải. Và để giải quyết vấn đề này, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn vi sinh hoạt tại huyện đảo Lý Sơn với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng. Thế nhưng vận hành chưa lâu thì nhà máy này đã bộc lộ nhiều bất cập và chưa thể giải quyết được tình trạng ô nhiễm. Dù công suất thiết kế có thể xử lý được từ 12 đến 15 tấn rác thải một ngày, nhưng thực tế, khi đi vào vận hành, thì mỗi ngày chỉ xử lý tối đa được chừng 1,5 tấn rác thải. Trong khi đó, dân số trên đảo không ngừng tăng lên trong những năm qua, đã xả ra môi trường lượng rác lên đến 20 tấn mỗi ngày. Do vậy, những hành động như thế này vẫn diễn ra như cơm bữa. Hiện tại là bây giờ cái nhà máy đi vào hoạt động đã gần một tháng rồi, nhưng mà cái hiệu quả của cái xử lý của ở ngoài mình là chưa được tốt cho lắm. Thứ hai là cái lò đốt thì công suất nó rất là nhỏ. Rác thải được thu gom đưa về nhà máy xử lý rác không được xử lý triệt để. Chính quyền địa phương đành phải chọn giải pháp trở ngược ra bãi rác này để đốt thủ công. Hiện nay, nhà máy xử lý rác Lý Sơn cũng chỉ mới thu gom và xử lý cho xã An Vĩnh, riêng xã An Hải vẫn chưa thể triển khai. Hậu quả là dọc vùng ven biển huyện đảo Lý Sơn, rác thải vẫn tràn ngập và ô nhiễm nặng. Nhà ma đó mà nhà ma luôn cũng không xé đó. Thì tối nay nữa lộn phải tăng cường xô cho rốt cho sạch sẽ chứ, kêu cái sao này cái lạc dài mà có rốt dài mà lộn xô mà giang quá vậy đó. Ở trong cái mô hình xử lý rác thải của cái nhà máy xử lý hiện nay thì nó không đảm bảo xử lý rác trên toàn địa bàn huyện. Chính vì vậy là huyện cũng đang có một cái kiến nghị Ủy ban dân tỉnh và các cái sở ngành có liên quan sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí một nguồn nào đó để hỗ trợ cho huyện đảo Lý Sơn để bổ sung và nâng cấp cái nhà máy xử lý rác thải hiện nay. Có nhà máy xử lý rác thải, tưởng chừng vấn nạn ô nhiễm rác sẽ được chấm dứt. Nhưng với công suất hoạt động chỉ chưa tới 10% trong tổng số gần 20 tấn rác thải thì rõ ràng người dân còn nhiều nỗi lo. Vì thế, việc lắp đặt thêm lò đốt, nâng công suất xử lý rác cho nhà máy được coi là vấn đề cấp bách để chấm dứt nạn ô nhiễm rác trên đảo.